Lời nói đầu tiên mình xin chào đến tất cả anh chị em nha. Thì hôm nay mình search lên một cái vấn đề. Cái đây là cây mai của mình đó. Anh chị em mình thấy không? Đó, cây mai mình đó, từ cái chỗ mà cành 1, cành 2, là từ cành 2 trở lên đó, đó, từ cái tay mình chỉ đó, chỉ lên thì nó bị đơn. Nó thẳng tinh nè, quá trời thẳng luôn. Và giờ mình để cây mai về thì nó xấu quá. Thì từ ở dưới đi lên đó, cái bệ đế đi lên đó, thì nó có cái sự lắc lượn và nhìn nó rất là ok, nhưng mà từ cái chỗ mà cành hai đi lên á thì nó bị đơ nó cứng nhắc rồi. Thì hôm nay mình chia sẻ cái cách của mình biết cái gì thì mình làm ở đó, để mình cắt cái nhánh này ra cho anh chị mình xem thấy nó rõ hơn và là mình thấy nó đơ rồi đó, thấy chưa, nó đơ thẳng luôn á. Thì bây giờ á, trước tiên á, mình khắc phục nó là mình sẽ dùng cái cưa đó, tại vì bây giờ cành nó to quá thì mình uống không có nổi, mà bây giờ mình cắt bỏ thì nó quá uổng đi, thì nó không mình phải nuôi lại nữa. Thì theo cái cách của mình biết á, thì mình lấy cái cưa đó, mình cưa nó ra, mình đường mình nhát nó cho nó mấy nhát, mình cưa lơ lơ thôi. Thì cưa nó chừng 3 nhát là 4 nhát tùy theo anh em, mà nếu mà anh em mà muốn cho nó mà lượng mà nó công công á, mà nó ngã về sau á, thì sâu sâu một chút á, thì mình có thể là mình cưa 6 nhát 7 nhát. Còn mình á, theo như mình á, thì mình chỉ cưa nó 3 nhát thôi, là mình uống qua cho nó lơ từ từ. Sau khi á, nói chung á, cây mai này mình cưa như vậy á, thì nó không có ảnh hưởng gì tới cây mai đâu. Cỡ chừng á, là 2 tháng 3 tháng là nó sẽ cái cốt nó liền hết. Rồi khi mà nó liền cốt xong rồi á, là cái chỗ của ngón tay mình đang bẻ lên á, thì nó còn cái cành trên á, thì nó sẽ dính lên, nó đưa lên nữa. Thì khi mà 2 tháng sau cây này nó liền cốt rồi, mình sẽ khắc phục tiếp, mình cắt từ cái cành mà từ cái kinh ngộ mà cành hai đi lên á, cái chỗ cái tay mình đang uống một kẽm á, là mình sẽ cho nó gục đầu về đằng trước nữa, là cây mai này sau này là cái dáng cái độ co lắc nó rất là đẹp. Thì khi mình cưa xong rồi đó, thì mình lấy cái cong kẽm á, thì mình phải cố định nó, mình cột nó, rồi mình nêu nó vô, rồi ở đầu mình sẽ tăng nó, mình siết chặt vô là tự động nó ngã về. Thì giờ cây mai này thì mình cho nó lơ vừa thôi. Đây anh em giờ mình thấy không đó, khi mình cưa xong đó thì cái độ của nó ôm sát luôn, nó có mấy cái lá nó che đó, nó sát luôn á. Nói chung là mình lên đây là mình không chia sẻ gì ai hết, biết cái gì á thì mình làm cái đó. Ở đây là mình chỉ có úp lên những cái anh em mà nào mà đam mê mai vàng mới bước vào chơi đó, thì xem clip này là nếu mà thấy có ok thì ủng hộ cho mình. Còn những mà anh em mà kỳ cựu thì mình không có dám nói, thì cũng không tất cả mà lão tiền bối thì bỏ qua nha, và đừng có ném đá mình. Nói chung là mình biết xong làm vậy thôi. Rồi xin chân thành cảm ơn và nhớ xem hết và ủng hộ cho mình nha. Rồi cỡ chừng 2 tháng sau nó sẽ liền cốt rồi á, là cái cành trên á, mình sẽ cứa tiếp, là mình sẽ cho cái cành trên nó gục xuống, là cây mai nó rất là đẹp luôn. Rồi xin chân thành cảm ơn tới anh em và xem cái cách của mình làm nha.